Xin chào các em. Mời các em đọc sách với cô Hạnh và Bambi. Thú con. Thú con. Đây là con mèo con. Đây là con chó con. Đây là con gà con. Đây là con sư tử con. Đây là con bê. Đây là con dê con. Đây là con trù con. Đây là con ngựa con. Hết rồi. Cảm ơn các em. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.